Nhân ngày quốc tế bảo tàng 18 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Cổ vật tỉnh An Giang tổ chức trưng bày với chuyên đề Tinh hoa gốm Việt từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 5 năm 2023. Lần đầu tiên Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức trưng bày các hiện vật cổ vật về gốm Việt. Hàng trăm hiện vật đã phát họa dòng chảy lịch sử nghề gốm, tạo nên bức tranh sống động về gốm Việt Nam. Nghề gốm truyền thống Việt Nam có từ lâu đời, trải qua nhiều thời kỳ vẫn không ngừng phát triển với phong phú đa dạng về loại hình và chủng loại, kỹ thuật chế tác, nghệ thuật trang trí, giá trị sử dụng. Mỗi sản phẩm là kết tinh hội tụ của đất và lửa, của kỹ thuật và mỹ thuật từ bàn tay khéo léo của bao thế hệ thợ gốm Việt Nam. Trưng bày chuyên đề Tinh hoa gốm Việt tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quy tụ 80 nhà sưu tập khắp các vùng miền cả nước tham gia, với hơn 300 cổ vật gốm đặc sắc đại diện cho các thời đại, thời kỳ văn hóa như gốm Sa Huỳnh, Champa, Lý Trần Lê. Bảo tàng Vũng Tàu nó có một cái địa thế rất là quan trọng, nơi đây ngoài cái việc khách địa phương và có những cái khách nước ngoài nữa. Do vậy chúng tôi làm cái chuyên đề trưng bày tinh hoa gốm Việt với mục đích là để người dân có thể hiểu được mảnh đất này đã có những cái hiện vật từ đất rất là đẹp, rất là lung linh, mang những cái ý nghĩa, những hình tượng của nước Việt chúng ta vào trong cái gốm Việt. Với việc tổ chức trưng bày tinh hoa gốm Việt, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước, người dân địa phương những bộ sưu tập gốm phong phú, có giá trị văn hóa, mỹ thuật cao, cũng là giúp du khách và người dân hiểu sâu sắc hơn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. Trưng bày gốm cổ như này là rất là đẹp. Mình cảm nhận cái quá trình lao động sáng tạo của người xưa là một cái quá trình lao động nghệ thuật thực sự. Tức là đối với người làm gốm ấy, có những cái tác phẩm người ta gọi là để đời. Thì ở đây có những tác phẩm mình nói là thời gian nó không có bao giờ lặp lại được và nó sẽ thành trở lên độc nhất vô nhị luôn. Đó nên là rất là đáng quý. Mục đích là thỏa cái lòng đam mê của những cái người yêu di sản văn hóa, yêu cổ vật và muốn giới thiệu cho du khách tham quan đến với vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là người dân Bà Rịa Vũng Tàu có cái dịp để hiểu hơn về những cái giá trị trên mỗi một cái cổ vật từ gốm của cha ông chúng ta đã tạo ra. Trong ngày đầu tiên khai mạc trưng bày Tinh hoa gốm Việt 18 tháng 5, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón hơn 2.700 lượt khách, trưng bày chuyên đề gốm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2023. Nhân trưng bày gốm Việt, Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp nhận 64 hiện vật gốm cổ từ các nhà sưu tập tư nhân trong và ngoài tỉnh trao tặng. Và như vậy đến nay, Bảo tàng tỉnh lưu giữ hơn 17.000 hiện vật cổ vật về gốm với nhiều chất liệu và niên đại khác nhau. Dự kiến những hiện vật cổ vật này sẽ được chọn lọc để trưng bày vào dịp khác.